ngày 27 tháng 12, đi All Star, vui thả ga, nhận quà mắc đã. Thời gian gần đây, xuất hiện một đối tượng trộm cắp có hành vi vô cùng kỳ lạ. Mục tiêu của hắn ta là các loại túi, bao đựng đồ, bất kể chất liệu, kích thước. Đối tượng này không chỉ gây ra những thiệt hại khủng khiếp về tài sản, mà còn khiến nạn nhân hoang mang về mặt tinh thần. Các cơ quan chức năng đã ghi nhận phản ánh của bà con nhân dân và đang tích cực tìm kiếm đối tượng nguy hiểm này. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra đây là lý do vì sao hắn lại có sở thích đặc biệt nhắm vào các loại bao? Phải chăng đây là một kẻ có vấn đề về tâm lý hay là có một lý do nào khác? Tôi xin khẳng định rằng mình không bị bất cứ vấn đề gì tâm lý. Tôi đang chế tạo một chiếc bao khổng lồ để ứng cơn mưa quà tặng từ giải đấu Free Fire Star. Hàng loạt phần quà hấp dẫn như ba lô, áo khoác, bình nước Free Fire, đặc biệt là cốt AK dòng xanh full cấp độ và hàng nghìn kim cương chỉ xuất hiện duy nhất tại sự kiện Free Fire All Star. Nhớ chuẩn bị túi ba gang, mang đi mà đừng. Free Fire All Star, sự kiện khủng nhất cuối năm của Free Fire Việt Nam, diễn ra vào ngày 27 tháng 12 tại Nhà hát Hòa Bình với hàng loạt phần quà giá trị. Nhớ đến nhé. Sự kiện Free Fire All Star lớn nhất cuối năm 2020 sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ ngày 27 tháng 12 năm 2020. Ấn đăng ký và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin và những trận đấu Esports đỉnh cao.